Rất là vui mừng khi được chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hịnh vinh, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, gặp thời phất mạnh, đón vận may liên tiếp, ôm trọn lộc trời cho, nghèo khó mấy cũng đổi đời đại gia. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh Tân Sửu sinh 1961 thân mến, những tháng cuối năm 2024 âm lịch đã lặng lẽ đến, khiến chúng ta chợt nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh. Cô bác có cảm thấy như bao khó khăn, lo toan của cuộc sống dường như vẫn còn đè nặng trên vai. Từ đầu năm đến giờ, có lẽ cô bác đã không ít lần cảm thấy mệt mỏi và bất an phải đối mặt với những thử thách, khó khăn mà đôi khi tưởng chừng như không thể vượt qua. Có những ngày u tối, những giấc mơ chưa kịp chạm tới đã vượt qua. Cuộc sống thật sự đôi khi quá khắc nghiệt phải không cô bác? Nhưng trong những lúc tưởng chừng như không còn hy vọng, điều bất ngờ nhất có thể sẽ đến trong video ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải về những vận hạn và cơ hội đặc biệt dành riêng cho cô bác tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024 này. Liệu rằng sau những ngày tháng khó khăn, cô bác có cơ hội gặp được may mắn và tài lộc hay không? Liệu rằng điểm báo lớn về lộc lá liên tục xuất hiện có thực sự mang lại bước ngoặt lớn trong cuộc sống của cô bác, để rồi những tháng cuối năm này muốn nghèo cũng khó? Vậy thì xin mời cô bác hãy cùng ban biên tập chương trình tìm hiểu ngay cuộc sống của mình sẽ diễn ra như thế nào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu tức con trâu là con giáp đứng ở vị trí thứ hai theo quan niệm của tử vi phương Đông. Những người sinh ra trong năm Tân Sửu thường có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại khó khăn và gian khổ, luôn nỗ lực và chịu khó để đạt được thành công. Họ cũng là những con người hướng nội, không thích khoa trương, dù tài giỏi hay giàu có đến đâu, họ cũng ứng xử rất khiêm nhường. Tân Sửu là người có tính cách bình tĩnh, cẩn trọng, người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn khi đối mặt với khó khăn. Họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần, kiên trì làm đến bước cuối cùng. Trước khi quyết định hay hành động, họ sớm đã suy nghĩ kỹ càng và chuẩn bị đầy đủ, vì thế khi đã thực hiện là sẽ thường đạt được thành công. Tuy nhiên, tính cách cố chấp, thích thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp, lại có nghị lực phi thường nên Tân Sửu không hợp làm những công việc lặng lẽ. Họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, tuổi Tân Sửu cũng được cho là những người rất hợp với vị trí lãnh đạo. Nhiều người cho rằng tuổi Tân Sửu vốn vất vả vì mang bản mệnh linh vật con trâu, nhưng điều này là vô căn cứ. Người tuổi Tân Sửu sở hữu rất nhiều tính cách tốt, ưu điểm của họ cho thấy sự tốt bụng, giúp họ được mọi người xung quanh yêu mến. Người này giàu lòng trắc ẩn, tình thương và sự đồng cảm của họ đến từ tấm lòng bao dung của mình chứ không phải từ nỗi sợ hãi, sức mạnh hay địa vị của người khác. Họ thậm chí còn thông cảm với những người yếu thế và kém may mắn hơn mình. Tuổi Tân Sửu lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác và ngược lại, người tuổi Tân Sửu cũng thường xuyên gặp được những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ mình. Ngoài ra, họ luôn có sự chân thành và đối xử tử tế với người khác. Họ khiêm tốn và không bao giờ tự cao,
tự đại, họ luôn biết ơn những điều họ nhận được trong cuộc đời này. Thực ra, người tuổi Tân Sửu mang tiếng vất vả hơn các con giáp khác cũng một phần vì bản tính hiền lành, nhút nhát và sự cứng đầu của bản thân. Tân Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy. Một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Họ ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Tân Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao, gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, thì ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mài mòn mà ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn, giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh. Chính vì điều đó, Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự quyết định đó khiến Tân Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Họ ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân. Họ tin sự lựa chọn, những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Trong công việc, Tân Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. Với con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ, họ có tài trong kinh doanh, sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn. Ngay từ khi còn rất trẻ, trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành, thực hiện theo, đôi lúc khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên lại khó có thể thay đổi được thói quen của mình. Họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác để đạt được ước mơ. Hoài bão, chinh phục được thành công thì Tân Sửu vẫn luôn kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu thì sẽ không bỏ cuộc. Họ luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ sẽ không dễ dàng chán nản bỏ cuộc mà sẽ bền bỉ từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng, hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do vì sao thì mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của họ. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì vẫn ung dung, hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Người tuổi Tân Sửu yêu truyền thống và tôn trọng khuôn khổ. Họ không thích vượt ra khỏi các ranh giới mang tính luật lệ. Điều này cho thấy họ là người nghiêm túc, đáng tin cậy, nhưng cũng là điểm yếu cản trở họ phát huy sáng tạo. Nếu một người không nhạy bén, cập nhật xu hướng mới thì sẽ rất khó thích ứng được với những thay đổi mới của thời đại. Cũng chính vì ôm ấp vòng tròn an toàn quá lâu mà người tuổi Tân Sửu sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển. Thế nên, tuổi trẻ của tuổi Tân Sửu sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả là gì vậy? Nhưng nếu tuổi Tân Sửu nới lỏng được nguyên tắc chậm mà chắc, làm đến đâu chắc ăn đến đó, thì họ sẽ sớm tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Khi thời vận đến, năng lực trong tay, thì người tuổi Tân Sửu hoàn toàn có thể đổi đời, gặt hái được nhiều thành công, tiền tài rộng mở. Nam mệnh tuổi Tân Sửu là người hết lòng phấn đấu sự nghiệp để dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, họ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng, nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, họ luôn có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Nam mệnh tuổi Tân Sửu cuộc đời gặp được nhiều may mắn, đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào trung vận có nhiều kết quả về danh phận, đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Tóm lại, tuổi Tân Sửu có nhiều ý hay, ý đẹp về cuộc sống cũng như về danh vọng và sự nghiệp, thì tuổi Tân Sửu phát triển mạnh về công danh, trung vận và hậu vận được sống sung sướng. Nữ mệnh tuổi Tân Sửu là mẫu mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm lo, thu vén gia đình, cũng rất coi trọng việc giáo dục, dạy dỗ con trẻ. Xem tử vi thấy rằng, nữ mệnh Tân Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên, ở vào tiền vận, cuộc sống có nhiều vất vả, khó khăn. Sang đến trung vận thì sẽ dễ dàng hơn, gia đạo sự nghiệp phải trải qua không ít lần đổ vỡ mới được vẹn toàn, nhưng đến hậu vận thì sẽ được sung sướng, thảnh thơi.
Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024 của ở tuổi Tân Sửu sinh 1961. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, với sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm dưỡng, tuổi Tân Sửu như được tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết. Bạn cảm nhận rõ sự khát khao trong công việc và cuộc sống, như thể có một ngọn lửa âm ỉ nay bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây chính là lúc bạn phát huy những phẩm chất nổi bật của mình, sự chăm chỉ, cẩn thận và kiên trì. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua, bạn sẽ bắt đầu hái được những quả ngọt, những thành công mà bạn xứng đáng nhận được sau một hành trình dài phấn đấu. Cơ hội đến với bạn ngày càng nhiều khi bạn biết mở rộng các mối quan hệ, kết nối với những người mới. Sự cởi mở và chân thành của bạn đã tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, thu hút thêm những cơ hội quý giá. Tuy nhiên hãy cẩn trọng, không phải mọi người đến với bạn đều mang lại nguồn năng lượng tích cực. Có những người sẽ vô tình hoặc thậm chí cố ý gieo rắc những điều tiêu cực. Bạn cần tỉnh táo để tránh xa những nguồn năng lượng đó, không để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực hay căng thẳng không đáng có. Về mặt tình cảm, mọi thứ đang dần trở nên ổn định hơn. Những rắc rối, hiểu lầm trước đây dường như đã được hóa giải. Nhờ sự nỗ lực của cả hai trong việc thấu hiểu và chia sẻ những cuộc trò chuyện chân thành, những cảm xúc được bày tỏ rõ ràng hơn đã giúp mối quan hệ của bạn và người ấy thêm phần gắn kết. Đây là thời điểm tốt để vun đắp tình cảm và xây dựng sự bền chặt, tránh những xung đột không cần thiết. Tuy nhiên trong thời điểm này, thiên cầu hung tinh cảnh báo bạn về những thị phi tiềm ẩn, những câu chuyện vô thưởng, vô phạt với bạn bè đồng nghiệp có thể trở thành cái cớ cho những hiểu lầm không đáng có. Hãy luôn giữ mình tỉnh táo và biết đâu là điểm dừng trong các cuộc trò chuyện. Việc đặt ra ranh giới rõ ràng sẽ giúp bạn tránh khỏi những mâu thuẫn không cần thiết, bảo vệ bản thân trước những rắc rối không đáng có. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Bước vào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Tân Sửu cảm nhận rõ áp lực công việc đang gia tăng. Bạn đã rất chăm chỉ, luôn dồn hết tâm huyết và thời gian cho công việc. Nhưng dường như càng làm công việc lại càng chồng chất. Những dự án mới, nhiệm vụ mới liên tục xuất hiện khiến bạn đôi lúc cảm thấy như mình đang bị vùi lấp dưới một núi công việc khổng lồ. Tuy nhiên, hãy nhìn nhận tích cực. Đây chính là tín hiệu cho thấy con đường bạn đang đi là đúng hướng. Mọi khó khăn và thử thách hiện tại chỉ là bước đệm để dẫn đến thành công lớn hơn trong tương lai. Nếu bạn là người làm công ăn lương, đừng quá lo lắng về những thách thức trước mắt. Sự cống hiến không ngừng của bạn trong thời gian qua đã được ghi nhận. Năng lực của bạn đang được mọi người công nhận và cơ hội thăng tiến nâng cao vị thế trong công việc đang ngày một rõ ràng. Đây là thời điểm để bạn thể hiện rõ giá trị bản thân và đón nhận những thành tựu xứng đáng. Tuy nhiên, với khối lượng công việc ngày càng lớn, đôi khi bạn cảm thấy sức lực mình đang dần cạn kiệt. Đừng quên rằng ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Vì thế, khi cảm thấy mình không thể xoay sở nổi, hãy mạnh dạn tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Việc chia sẻ khó khăn không chỉ giúp bạn giảm bớt áp lực mà còn giúp bạn bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của bản thân. Hãy nhớ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là vô cùng quan trọng. Thời điểm này, nhờ sự hỗ trợ của tam hội, người tuổi Tân Sửu sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc hợp tác và kinh doanh. Các mối quan hệ mới sẽ mở ra cho bạn những cơ hội làm ăn đầy triển vọng. Tuy nhiên, đừng vội vàng lao vào những lĩnh vực mà bạn chưa hiểu rõ. Mọi quyết định Tân Sửu cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt khi bạn chỉ mới bắt đầu. Hãy kiên nhẫn. Chỉ nên đầu tư một khoản nhỏ và tăng dần khi bạn đã nắm chắc tình hình. Sự thận trọng luôn là chìa khóa để tránh rủi ro và bảo vệ thành quả của bạn trong những dự án lớn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận may tài lộc của người tuổi Tân Sửu dường như đang có nhiều biến động thú vị mới. Nhất bạch tinh bay về cung chính đông dấu hiệu cho thấy bạn có thể sẽ phải lên đường đi xa để giải quyết công việc hoặc tham gia các chuyến công tác. Dù những chuyến đi này đòi hỏi sự vất vả và nỗ lực, nhưng chính qua đó, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng và chính xác hơn về thị trường, về những cơ hội đầu tư mà mình đang quan tâm. Khi đã nắm bắt được thực tế, bạn sẽ đưa ra những quyết định khôn ngoan,
tránh bị lạc lối bởi những cảm xúc hay phán đoán thiếu cân nhắc. Tài lộc thời điểm này cho thấy những cơ hội đang dần lộ diện, con đường phát triển tài chính của bạn đang rộng mở. Điều quan trọng nhất là bạn cần chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đón nhận những thời cơ vàng, đặc biệt đến cuối tháng, khi những cơ hội tốt nhất có thể xuất hiện. Nếu bạn cảm thấy tinh thần có phần giảm sút, đây chính là lúc cần xốc lại bản thân, lấy lại động lực làm việc để không bỏ lỡ những điều quý giá. Bất kỳ ý tưởng nào bạn đã ấp ủ bấy lâu, giờ đây chính là thời điểm thích hợp để bạn biến chúng thành hiện thực. Tuy nhiên, thời điểm này cũng mang đến một số thách thức về chi tiêu. Những khoản chi ngoài dự kiến như đám cưới, đám hiếu hoặc các sự kiện quan trọng khác có thể khiến bạn tiêu tốn không ít tiền bạc. Đôi khi, những chi phí này đến bất ngờ và dù không mong muốn bạn vẫn phải đối mặt. Hãy nhớ rằng, việc cân đối tài chính là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự ổn định dài hạn. Nhưng cũng trong giai đoạn này, bạn bắt đầu có nhận thức rõ hơn về việc đầu tư và tiết kiệm cho tương lai. Bên cạnh việc tích lũy hàng tháng, bạn cũng dành thời gian tìm hiểu thêm về các hình thức đầu tư, những lĩnh vực an toàn và sinh lời tốt. Đã đến lúc bạn cần tìm ra những kênh tài chính phù hợp để phát triển tài sản một cách khôn ngoan, đảm bảo sự ổn định lâu dài cho bản thân và gia đình. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và hy vọng cho người tuổi Tân Sửu trong chuyện tình cảm, đặc biệt là với những ai còn độc thân. Đây sẽ là khoảng thời gian đầy cơ hội để bạn khám phá những cung bậc mới trong tình yêu, với điều kiện bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đôi khi người bạn đang tìm kiếm không nhất thiết phải là người có chung quan điểm sống hay giống bạn hoàn toàn. Sự đa dạng, mới lạ từ những cá nhân khác biệt có thể đem lại cho bạn những trải nghiệm đầy thú vị và bất ngờ. Vì thế, hãy mở lòng đón nhận những cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu những người mới. Biết đâu giữa những cuộc trò chuyện giản đơn, bạn lại tìm thấy một nửa thật sự của mình. Nhờ sự xuất hiện của các tinh tam hội trong thời điểm này, mang đến cho bạn thời gian và không gian để suy ngẫm sâu hơn về mối quan hệ tình cảm của mình. Đây là lúc để bạn nhìn lại những lựa chọn đã qua, xem xét lại những gì đã xảy ra và đưa ra quyết định sáng suốt hơn cho tương lai. Những xung đột bất đồng cũ mà trước đây bạn và người ấy từng gặp phải giờ đây có cơ hội được hòa giải. Thậm chí, những đối thủ hay người bạn từng nghĩ là không đội trời chung cũng có thể trở thành đồng minh đáng tin cậy, hỗ trợ bạn trong cả cuộc sống lẫn tình cảm. Thời gian sẽ giúp cả hai hiểu nhau nhiều hơn và xóa tan những hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, vì ngũ hành xung khắc nhắc nhở rằng đôi lúc mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra. Quan trọng là bạn cần biết cách xử lý sớm những xung đột này. Đừng để sự im lặng kéo dài, vì điều đó có thể dẫn đến những hiểu lầm sâu sắc hơn, khiến mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng và khó giải quyết. Tiếng vọng từ quá khứ cũng có thể bất ngờ quay trở lại thử thách bạn trong chuyện tình cảm. Vì vậy, bạn cần phải tỉnh táo, phản ứng khéo léo và tinh tế để duy trì sự hòa hợp, tránh gây ra thêm tổn thương không đáng có cho cả hai. Hãy đặt trái tim và lý trí của mình vào đúng chỗ, biết khi nào cần mở lòng và khi nào cần cẩn trọng. Tình yêu luôn mang đến những điều bất ngờ và nếu bạn biết cách ứng xử hợp tình hợp lý, thì hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với bạn một cách trọn vẹn và bền lâu. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Tân Sửu sẽ cần được chú ý hơn bao giờ hết. Bởi sự xuất hiện của Thiên Cẩu hung tinh đang tạo ra những tác động tiêu cực, có vẻ như công việc bận rộn và áp lực cuộc sống khiến bạn khó tập trung, dẫn đến việc thường xuyên phải sử dụng các chất kích thích như cà phê hay trà sữa để duy trì tỉnh táo. Mặc dù chúng mang lại năng lượng tức thời, nhưng đừng quên rằng đằng sau cảm giác hưng phấn đó là sự hao mòn dần dần của cơ thể. Việc lạm dụng các loại thức uống này có thể âm thầm gây tổn hại đến sức khỏe của bạn mà bạn không nhận ra ngay. Thời tiết trong thời điểm này cũng khá thất thường, khi thì nóng bức, khi lại se lạnh. Chính sự thay đổi nhiệt độ liên tục này là nguyên nhân dễ khiến cơ thể bạn bị cảm lạnh hoặc mắc các bệnh theo mùa. Để thích ứng, bạn nên chú ý mặc nhiều lớp áo để có thể điều chỉnh kịp thời theo điều kiện thời tiết, tránh để cơ thể rơi vào tình trạng quá lạnh hoặc quá nóng. Điều này không chỉ giúp bạn phòng tránh bệnh tật mà còn giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái thoải mái. Chế độ ăn uống lành mạnh cũng là yếu tố then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe. Thời điểm này,
Hãy bổ sung vào bữa ăn hàng ngày những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Rau củ, trái cây tươi và các thực phẩm chứa nhiều protein, chất xơ sẽ giúp bạn chống lại các bệnh theo mùa hiệu quả hơn. Đừng quên uống đủ nước, điều này cũng rất quan trọng để duy trì sức khỏe tốt và giúp cơ thể thanh lọc độc tố. Ngoài ra, nếu bạn phải thường xuyên di chuyển xa vì công việc, hãy luôn đề cao sự an toàn. Việc di chuyển liên tục không chỉ làm bạn dễ mệt mỏi, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi phương án an toàn, từ việc nghỉ ngơi đầy đủ để lựa chọn phương tiện đi lại an toàn, để đảm bảo mọi chuyến đi diễn ra suôn sẻ mà bạn vẫn giữ được thể trạng tốt nhất. Cẩm nang dưỡng dận cho tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024. Khẩu quyết: hãy đối xử hòa nhã, cho người khác một con đường lui. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu hồng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ vận trình tử vi chi tiết đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi Tân Sửu sinh 1961, giúp quý bản mệnh nắm rõ vận trình và thành công viên mãn. Đầu tiên là tử vi từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Thời điểm này mở ra với những biến động tích cực trong công việc, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của bạn trong suốt thời gian qua. Thời điểm này bạn có thể nhận được những cơ hội mới để thăng tiến hoặc mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình. Nếu bạn đang làm việc trong môi trường công sở, đây là lúc cấp trên bắt đầu chú ý đến khả năng của bạn và có thể cân nhắc cho bạn một vị trí tốt hơn. Tài chính thời điểm này tiếp tục là thời điểm thuận lợi cho bạn những khoản thu nhập bổ sung, có thể đến từ các dự án phụ hoặc những công việc bạn đã đầu tư thời gian trước đó. Hãy tận dụng những gì mình có và tiếp tục mở rộng quy mô tài chính một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, cần lưu ý kiểm soát chi tiêu và tránh dung tay quá tráng. Sức khỏe thời điểm này tương đối tốt, nhưng bạn vẫn cần chú ý đến việc bảo vệ cơ thể trước sự thay đổi thời tiết thất thường, đặc biệt là những người thường xuyên phải đi xa hoặc di chuyển nhiều. Hãy đảm bảo bạn chuẩn bị đầy đủ các biện pháp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe khi phải làm việc ngoài trời hoặc di chuyển đường dài. Trong chuyện tình cảm, thời điểm này là khoảng thời gian để bạn và người ấy thắt chặt thêm mối quan hệ nếu hai bạn đã trải qua những hiểu lầm hay xung đột. Đây là lúc để cả hai dành thời gian trò chuyện, hiểu và cảm thông với nhau hơn. Mọi sự kiên nhẫn sẽ đem lại kết quả ngọt ngào vào những ngày cuối. Khẩu quyết: các kế hoạch làm giàu, kiếm tiền có nhiều biến động lên xuống thất thường. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Dần. Màu sắc may mắn là màu xanh lục và màu trắng. Con số may mắn: 27, 19, 85 và 74. Tiếp theo tử vi từ ngày 25 đến cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Thời điểm đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch đánh dấu một giai đoạn khá bận rộn cho người tuổi Tân Sửu. Bạn sẽ phải đối diện với nhiều công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Đây là lúc bạn cần phân bổ thời gian một cách hợp lý, đảm bảo không quá tải nhưng vẫn hoàn thành được các mục tiêu đặt ra. Đừng ngại nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc người thân khi cảm thấy áp lực quá lớn về tài chính. Thời điểm này tháng có dấu hiệu cho thấy bạn sẽ gặp may mắn trong các khoản đầu tư nhỏ hoặc các cơ hội kinh doanh ngắn hạn. Tuy nhiên, hãy luôn giữ sự tỉnh táo và không để lòng tham dẫn dắt. Những khoản thu nhập bất ngờ này sẽ giúp bạn cân đối được những chi tiêu phát sinh trước đó, nhưng cũng nên tiết kiệm một phần cho tương lai. Về chuyện tình cảm trong thời điểm này, bạn cần chú ý đến việc duy trì sự giao tiếp và thấu hiểu trong mối quan hệ hiện tại. Đừng để những vấn đề nhỏ nhặt hay sự bận rộn khiến tình cảm của bạn trở nên lạnh nhạt. Nếu cảm thấy có sự xa cách, hãy chủ động hâm nóng lại tình cảm bằng những hành động quan tâm và chân thành. Sức khỏe trong thời điểm này có thể bị ảnh hưởng bởi khối lượng công việc nhiều và căng thẳng tinh thần. Bạn có thể gặp phải tình trạng mất ngủ hoặc mệt mỏi kéo dài. Lời khuyên là hãy dành thời gian cho bản thân, tìm kiếm sự thư giãn và nghỉ ngơi. Đừng để cơ thể rơi vào tình trạng quá sức, vì điều đó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe lâu dài. Khẩu quyết: áp lực tăng cao, đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Thìn.
Màu sắc may mắn là màu trắng và màu vàng. Con số may mắn là 35, 84, 92 và 14. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn, về tuổi Tân Sửu sinh 1961 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Tân Sửu với tuổi Tý. Mặc dù tuổi Tân Sửu không có nhiều ý tưởng, nhiều sáng kiến, nhưng bù lại, họ lại có ưu điểm là khá chăm chỉ. Nếu hợp tác với người tuổi Tý trong lĩnh vực kinh doanh thì thật khá tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Tuổi Tân Sửu với tuổi Sửu. Hai người cùng tuổi Sửu sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau trong kinh doanh nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, đôi khi sự giỏ đoán của một người sẽ khiến người kia gặp rắc rối. Bên cạnh đó, người tuổi Tân Sửu thỉnh thoảng rất kỹ tính và hay bình luận người khác. Nhưng nếu ngay từ lần đầu mối quan hệ của hai người suôn sẻ thì sẽ mở đường cho những thành công sau liên tiếp. Tuổi Tân Sửu với tuổi Dần. Nếu là đối tác kinh doanh, họ có thể kết hợp và tận dụng được những thế mạnh bên kia có. Nếu cả hai cùng cầu thị, người tuổi Dần có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Tân Sửu sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Tân Sửu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc vì luôn có tuổi Dần thông minh, táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới. Tuổi Tân Sửu sẽ dạy tuổi Dần cách bình tĩnh và tập trung. Ngược lại, tuổi Dần chỉ cho tuổi Tân Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức. Tuổi Tân Sửu với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Mão thường làm việc theo sự chỉ dẫn của tuổi Tân Sửu. Bởi người tuổi Tân Sửu rất chăm chỉ và đặc biệt, tuổi Mão rất khâm phục tuổi Tân Sửu bởi sự tốt tính và ứng xử điềm đạm. Trong khi một số tuổi khác chơi với tuổi Mão vì tuổi Mão khá bị động và dễ sai khiến, thì tuổi Tân Sửu tìm đến tuổi Mão với lý do hoàn toàn khác, đó là sự chân thành. Vì vậy, tuổi Mão rất khâm phục và mến mộ tuổi Tân Sửu. Với sự hài hòa của hai nhân cách này, sự kết hợp của họ sẽ rất hệ thống và chắc chắn. Tuổi Tân Sửu với tuổi Thìn. Trong mối quan hệ làm ăn, hai con giáp này góp phần tạo nên một tập thể khá vững chắc. Tuổi Thìn khá nhạy bén trong chuyện kiếm tiền nhưng không vì vậy mà coi tiền hơn tất cả. Tuổi Tân Sửu tâm phục, khẩu phục tuổi Thìn về đặc điểm trên và thành tâm hết sức để cùng tuổi Thìn xây dựng tập thể chung. Tuổi Tân Sửu với tuổi Tỵ. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Tân Sửu và tuổi Tỵ khá hợp. Cả phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và thận trọng của tuổi Tân Sửu sẽ bổ sung cho tuổi Tỵ ở chỗ. Tuổi Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định. Tuổi Tỵ khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ còn khéo giao tiếp và khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của tuổi Tân Sửu, vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. Tuổi Tân Sửu với tuổi Ngọ. Khi là đối tác kinh doanh, hai hành tinh này thành công hay thất bại phụ thuộc chủ yếu vào con đường mà tuổi Ngọ chọn. Bởi tuổi Ngọ luôn thay đổi và có nhiều hướng đi. Tuy vậy, tuổi Ngọ khá chăm chỉ. Điều này khiến tuổi Tân Sửu đánh giá rất cao. Họ sẽ kết hợp rất ăn ý khi tuổi Sửu ủng hộ và đi cùng đường với tuổi Ngọ. Tuổi Tân Sửu với tuổi Mùi. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ mới êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Bởi vậy đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. Tuổi Tân Sửu với tuổi Thân. Nếu là đối tác làm ăn, hai hành tinh này rất khó giao tiếp với nhau. Bởi đơn giản họ có mục tiêu khác nhau. Tuổi Tân Sửu muốn làm việc tập trung, chăm chỉ và làm đúng ngay từ lần đầu. Trong khi đó, tuổi Thân chỉ tập trung vào công việc khi biết chắc kết quả là tuyệt vời thôi. Ngược lại, tuổi Thân sẽ thấy chán ngán bởi tính thực tế, bảo thủ của tuổi Tân Sửu và hơn thế nữa, còn coi tuổi Tân Sửu là kẻ phá đám. Tuổi Tân Sửu với tuổi Dậu. Tuổi Tân Sửu và tuổi Dậu đều khá thận trọng trong cách tiếp cận cuộc sống. Hai hành tinh này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Tân Sửu và tuổi Dậu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh. Khi đó, tuổi Tân Sửu sẽ là xương sống của tổ chức, còn tuổi Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực.
tuổi Tân Sửu với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ rất phát đạt. Hai hành tinh này đều có giác quan kinh doanh khá nhạy bén. Tuổi Tân Sửu tin tuổi Tuất và ngược lại, tuổi Tuất chẳng bao giờ phải lăng tăng về tuổi Tân Sửu. Tuổi Tân Sửu vừa chăm chỉ, vừa cẩn thận ngay từ bước đầu. Còn tuổi Tuất có biệt tài đọc được tâm lý của người khác, nên họ tạo thành một mối quan hệ khá bền vững. Tuổi Tân Sửu với tuổi Hợi. Nếu là đối tác làm ăn, họ sẽ kết hợp khá thành công. Tuổi Hợi làm việc rất chăm chỉ vì lý tưởng của mình. Đây là điều mà tuổi Tân Sửu đánh giá rất cao. Người tuổi Hợi vốn khá cầu toàn nhưng cũng đánh giá rất cao khả năng của tuổi Tân Sửu. Tuổi Hợi thường có xu hướng nhìn vào điểm tốt của những người khác và thấy được rằng tuổi Tân Sửu rất trung thực, đáng tin cậy và có năng lực. Bởi vậy, tuổi Hợi rất hài lòng. Tuổi Tân Sửu không bao giờ lợi dụng những gì tuổi Hợi có, nhất là tính cách dễ bị mắc lừa của tuổi Hợi như các con giáp khác có thể làm. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi cả hai hành tinh này đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai. Tuổi Hợi thích làm theo cách của mình, còn tuổi Tân Sửu rất khó thay đổi ý định khi đã có niềm tin. Quý bản mệnh tuổi Tân Sửu thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh 1961 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là linh vật có hình thù đặc biệt, chỉ ăn tiền vàng gấm dốc và không có hậu môn, nên chúng có khả năng chiêu tài cầu lộc, giữ tiền của. Đối với những người tuổi Tân Sửu sinh 1961, Tỳ Hưu phong thủy có thể giúp họ tránh xa năng lượng tiêu cực và tạo điều kiện cho năng lượng tích cực. Các biểu tượng này thúc đẩy sự tự tin và tạo niềm tin vào khả năng của bản thân. Ngoài ra, Tỳ Hưu phong thủy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Tân Sửu sinh 1961 kiên trì, lòng kiên nhẫn và sự tập trung. Các biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng phấn đấu, không bao giờ từ bỏ và tìm kiếm cách thức để thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tài chính. Tượng Thuyền Buồm. Giới tính linh hoạt và khao khát phát triển, thuyền buồm phong thủy đóng vai trò như một biểu tượng hướng dẫn và khuyến khích họ tạo nên cuộc sống thịnh vượng. Thuyền buồm được xem là biểu tượng của công việc điều hướng cuộc đời và khám phá cơ hội mới. Đối với những người tuổi Tân Sửu sinh 1961, thuyền buồm có thể giúp họ xây dựng chiến lược và kế hoạch để đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp. Biểu tượng này thể hiện sự mạnh mẽ và quyết tâm trong công việc, đối mặt với sóng gió của cuộc sống. Ngoài ra, thuyền buồm phong thủy chỉ còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp tuổi Tân Sửu sinh 1961 duy trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng tìm kiếm cơ hội và tận dụng những lợi thế sẵn có. Trụ Thạch Anh. Trụ Thạch Anh được chế tác hoàn toàn từ đá Thạch Anh tự nhiên, nên có khả năng loại bỏ năng lượng tiêu cực và tạo ra môi trường yên tĩnh. Đối với những người tuổi Tân Sửu sinh 1961, trụ đá Thạch Anh có thể giúp họ loại bỏ căng thẳng và tạo điều kiện cho tâm hồn thư thái. Ngoài ra, trụ đá Thạch Anh còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Tân Sửu sinh 1961 duy trì lòng kiên nhẫn và sự hiểu biết về tinh thần, tâm hồn. Các biểu tượng này khuyến khích họ tìm kiếm sự tinh khiết và mang đến may mắn, bình an. Hồ lô. Hồ lô thường có hình dáng của trái lê, thể hiện sự hoàn mỹ và tinh thần phát triển. Đối với những người tuổi Tân Sửu sinh 1961, hồ lô là biểu tượng của việc đầu tư vào tri thức và phát triển tinh thần. Vật phẩm này giúp thu hút tài lộc, vận may và xua đuổi tà khí. Ngoài ra, hồ lô còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Tân Sửu sinh 1961 kiên trì, lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Vật phẩm này thúc đẩy họ không ngừng học hỏi, phấn đấu, phát triển cá nhân và tạo điều kiện cho sự thăng tiến trong công việc, cuộc sống. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024 này nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.